chúng đề chúng ba hôm liền rồi. Á? Em Dũng chào anh. Anh Bình à. Ai đấy? Gia đình mọi người có khỏe không anh Bình? What? Dũng anh khỏe. Anh vẫn khỏe. Dũng ngày trước là mình mạng viễn thông khu vực Đông Triều Quảng Ninh mình nói anh à. Yes. À thế hả? Bây giờ em chuyển về công ty sổ số kiến thiết miền Bắc rồi. À. Woo! À thế hả? Bây giờ hiện nay khu vực bên anh có tụ điểm nào ghi lô đề miền Bắc uy tín không anh? Có. Mà chỗ anh nó đánh 1.000 điểm là 22 triệu hay là 21 triệu với anh? Ở đây là đi 21 triệu. 21 mà chúng về một ngày là mình ăn được là bao nhiêu? 80 hay là bao nhiêu? 80 em à. Bây giờ em nói anh nghe nè, thì bây giờ hiện nay là mấy sếp em bên hội đồng sổ số kinh doanh bề trái cài đặt phần mềm đưa kết quả ra ngoài để đánh vào những chủ lô chủ đề, lấy tiền chủ lô chủ bảng đem về cứu trợ những trẻ em mồ côi tại khu vực Yên Bái, Lai Châu anh à. Ừ. Thì bây giờ ngày mai công ty em tài trợ cho anh 5.000 điểm là 110 triệu, có nhân viên mang tiền xuống khu vực Quảng Ninh giao cho anh. Yes! Ừ, đúng đúng đúng, sở trường anh ấy, anh quen cái kiểu sáng tới chiều gặp đấy. Thì em biết thị xã Đông Triều không? Vâng. Thị xã Đông Triều mà đi dọc đường 18 mà từ hướng Tây về hướng Đông ấy, thì đến ngã tư Đông Triều đến cái bưu điện, anh rẽ phải lên trên đỉnh dốc. Nên đỉnh dốc xong rồi lại rẽ phải tiếp thì anh đang ngồi đây đợi đấy. Ai đem đến cho anh. Có nhân viên mang xuống tặng nơi giao cho anh. Được đấy, đúng địa chỉ đấy nhá. Anh không biết số nhà bao nhiêu nhưng mà anh đợi trên đấy. Đi đến ngã tư bưu điện Đông Triều này, xong rẽ phải lên đỉnh dốc này, xong rồi rẽ phải tiếp này. Đó. Tôi em nhớ này nhá, đi dọc đường 18 này đến bưu điện Đông Triều này, xong rẽ phải, anh đợi đấy. Ừ. Lại trúng đề, trúng ba hôm liền rồi. Thằng mẹ em lại trúng đề, cảm giác ôi thật là quê. Hôm qua mới còn 81, thế mẹ em đánh con 82. Nếu cứ trúng đề dài dài, chả mấy mà em muốn được em hát. Em đã đủ tiền mà em hát, nhưng em lại muốn mua ô tô. Trời nốt quả này cho đủ vốn.